Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ công nghệ 88 Studio. Mỗi lần chiếc Acer Nitro 5 ra mắt, chúng ta lại có được sự bàn tán lùm xùm từ rất là nhiều phía. Có người thì tâng bốc em nó, có người thì dìm lên dìm xuống, không biết như nào một lần. Cho nên là trong khoảng thời gian vừa qua thì mình cũng có tập hợp rất nhiều những câu hỏi, những cái thắc mắc của anh em về chiếc laptop gaming này. Không biết là dùng nó như nào, rồi tản nhiệt nó mát lạnh hay là nóng ra làm sao. Thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp hết trong số video ngày hôm nay. Nếu như anh em đang thực sự quan tâm tới chiếc laptop gaming này thì video sau đây sẽ giải cho các bạn. Bắt đầu thôi nhỉ. Video đánh giá chi tiết về chiếc Nitro 5 Tiger mình đã có làm trước đó cho anh em rồi. Cái phiên bản mình cầm lúc đó là cái phiên bản i7-12700H và card đồ họa rời Nvidia RTX 3070 Ti. Tất nhiên thì em nó sẽ có một cái mức giá bán rất là cao khiến cho chúng ta không thể nào vượt tới nổi. Thì hôm nay mình đang có ở đây là chiếc Nitro 5 Tiger rẻ nhất với cấu hình là i5-12500H và card đồ họa rời Nvidia RTX 3050. Cái phiên bản này đang có mức giá trên thị trường vào khoảng là 26-27 triệu đồng và cũng là một trong những cái mẫu laptop chip Gen 12 đầu tiên và rẻ nhất ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên là việc em nó có một cái mức giá bán rẻ nhất cũng có lý do của em nó nhé. Thế thì chúng ta có nên đầu tư vào chiếc máy này, chờ đợi những chiếc laptop mới sắp ra mắt hay là đầu tư vào những chiếc laptop gaming của năm ngoái đang giảm giá? Để cho anh em có thể quyết định thì trước tiên mình sẽ đi vào những cái điểm ngon của chiếc máy này đi. Đập vào mắt chúng ta chắc chắn sẽ là một cái sự thay đổi về thiết kế rồi. Thiết kế của Nitro 5 Tiger nó vẫn dùng một cái bìa vỏ là phun nhựa thôi, nhưng mà nó phẳng hơn, nó ngầu hơn và nó hầm hố hơn. Có thể nhiều bạn thấy nó đẹp, có thể nhiều bạn chê nó xấu. Còn cá nhân mình thấy thì cái sự thay đổi nó luôn là một cái điều tốt trên một cái sản phẩm công nghệ. Thiết kế của chiếc Nitro 5 Tiger mình có thể dùng một từ là trưởng thành. Nó lớn lên theo chúng ta theo từng năm tháng và nó có sự tinh chỉnh dành riêng cho những fan lâu năm của cái dòng gaming Acer. Nó có sự cầu kỳ này, nó cho cảm giác đắt tiền hơn. Cổng kết nối cũng được bố trí nó khoa học hơn. Và nó còn kèm theo cho chúng ta những cái sự cải tiến về độ bền này, về cái bản lề và cả sự nâng cấp về cái hệ thống tản nhiệt. Cho nên rất khó để có thể nói với các bạn là cái phiên bản đời trước mà nó ngon hơn con này được. Vì đây là một cái sự lột xác hoàn toàn cả về chất gỗ cũng như nước sơn rồi. Và nếu như cái thiết kế vẫn chưa làm cho anh em thỏa đáng thì cấu hình chip Intel Gen 12 sẽ là một yếu tố nữa giúp cho chúng ta đỡ phải đắn đo. Intel Core i5-12500H với 12x16 luồng, 4 nhân hiệu năng cao và 8 nhân tiết kiệm điện. Thực sự là một cái bộ vi xử lý rất là mạnh của năm 2022. Số điểm Cinebench chúng ta có thể thấy trên màn hình thì con chip Intel Core i5 Gen 12 có thể cân ngang hàng với i7-11800H và Ryzen 7-5800H. Hai cái bộ vi xử lý đáng lẽ ra là mạnh nhất cho laptop gaming tầm trung trong năm vừa qua thì giờ đã không còn mạnh nhất nữa rồi. Sự kết hợp giữa nhân E-Core và nhân P-Core đã giúp đưa Intel quay trở lại cuộc chơi về vi xử lý. Sau này chúng ta sẽ có những cái sự tối ưu từ Windows 11 nữa thì cái sức mạnh này, độ hiệu quả và cái khả năng tiết kiệm điện nó sẽ còn hứa hẹn là tốt hơn rất là nhiều. Cái việc giữ nguyên tiến trình 10 nm và tăng thêm luồng thì đây sẽ là một trong những bộ vi xử lý theo Core i5 trên laptop mạnh nhất nhưng mà cũng là nóng nhất bên Intel từng làm ra. Và khi đem con chip này bù trừ với cái hệ thống tản nhiệt của chiếc Nitro 5 Tiger thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả có sự khác biệt về mặt hiệu năng nhưng lại không khác biệt về mặt nhiệt độ so với những phiên bản đời trước. Cho nên là nếu như anh em nào mà là fan của những dòng chip AMD thì Ryzen 6000 series với tiến trình nhỏ hơn vẫn có cửa để thắng Intel trong năm nay. Và như mình có trải nghiệm qua, thử cả máy bật wifi để tải game cũng như là chạy liên tục những cái video có trên kênh 88 Studio thì máy cho vào khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ on screen liên tục. Chạy thì máy chip nó rất là mạnh và nóng gần ngang i7 nhưng mà khi làm các tác vụ nhẹ nhàng thì con chip i5 này nó rất là ok. Chứng tỏ là các nhân tiết kiệm điện nó thực sự có hiệu quả trong việc chạy các tác vụ nhẹ nhàng. Tất nhiên Nitro 5 Tiger 2022 không phải cái gì cũng là nổi trội hơn. Nếu như chúng ta không biết thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Khác với cái bản màn hình 2K 165Hz có trên cái bản i7-3070 thì cái màn hình cho phiên bản i5 RTX 3050 nó vẫn sẽ chỉ là một cái màn hình Full HD tấm nền IPS, độ phủ màu là 65% sRGB với tần số quét là 144Hz. Ngoài câu chuyện về màn hình nó mỏng hơn ra thì cái màn hình này nó sẽ không có gì khác biệt so với Nitro 5 các bản đời trước. Chơi game hay làm đồ họa thì nó vẫn sẽ chỉ ở mức tạm được và nó cũng không có gì quá nổi trội để mà so với những cái mẫu laptop trong cùng tầm giá. Anh em muốn có cho mình một chiếc laptop mạnh có card đồ họa rời mà chuẩn màu trong tầm giá từ 20 đến 30 triệu thì vẫn sẽ phải cân nhắc sang những cái sự lựa chọn khác như là Acer Swift X này, Lenovo Legion 5, Lenovo IdeaPad 5 Pro hay là cả Asus VivoBook Pro màn OLED. Không chỉ ở cái màn hình, cái bàn phím LED RGB 4 vùng và cái touchpad bằng nhựa này cũng là những cái điểm không có sự thay đổi so với Nitro 5 phiên bản đời trước. Tất nhiên thì bàn phím và bàn di chuyển của nó dùng vẫn rất là ngon, nhưng mà để xét về cảm giác, về thao tác và vuốt chạm và cảm nhận và thị giác ấy, thì chúng ta sẽ không có sự nâng cấp gì nhiều so với Nitro 5 2021. Nên là nếu như anh em đang cân nhắc để đổi máy thì đây sẽ là những điểm chúng ta có thể lưu ý.
Còn giờ thì mình sẽ đi vào test game cho cả nhà xem để xem là cái hiệu năng và cái nhiệt độ của con chip i5 cạc dưới RTX 3050 này nó ra làm sao nhé. Rồi, sau khi test game thì chúng ta đã thấy được cái hiệu năng chơi game của Intel Core 5 Gen 12 và cả đọa rời RTX 3050. Nó thực sự đủ sức để cho chúng ta có thể cân được những cái tựa game hot phổ biến của năm 2022 từ nay đến nhiều năm sau. Đa số những cái tựa game mình chơi đều cho ra một cái trải nghiệm rất là mượt mà, với mức nhiệt độ của máy dao động vào khoảng là từ 70 độ C cho tới 80 độ C. Và do là game bây giờ nó chạy vào cạc rời là chính, cho nên là cái mức FPS và nhiệt độ của máy cho ra nó cũng khá là tương đồng với những cái mẫu laptop có cạc rời RTX 3050 khác trong cùng tầm giá. CPU đạt công suất từ 35W tới 45W, còn card đọa rời RTX 3050 thì nó sẽ dao động từ khoảng là 55W cho tới 75W TDP ở điều kiện thực tế. Và nó có thể đạt được một cái mức công suất tối đa là 95W với phần mềm stress test là Fermat. Hiệu năng như mình đánh giá như này là ok. Tuy nhiên, nếu như anh em đang dùng những cái mẫu laptop gaming của năm 2021 ra thì ngoài CPU Intel Gen 12 ra, cái sự thay đổi nhỏ này nó quá là nhỏ để cho chúng ta có thể nâng cấp. Anh em nào đang dùng những cái mẫu laptop cả đọa rời GTX 1660 Ti, RTX 2060 hay là RTX 3050, nếu chỉ xét riêng về khả năng chơi game thì không cần phải thay máy đâu. RAM của Nitro 5 Tiger vẫn sẽ là công nghệ DDR4 này, và máy cũng sẽ không có công nghệ Advanced Optimus hay là công tắc MUX để giúp tắt các on làm tăng FPS lên. Cho nên đây sẽ là những cái điểm mà chiếc máy này sẽ thua thiệt hơn so với những cái mẫu laptop gaming sắp tới. Tổng kết mà nói, nếu như anh em đang cân nhắc cho mình một chiếc laptop chơi game mà muốn phải rẻ nhất có thể thì chiếc Acer Nitro 5 2021 vẫn sẽ là một cái sự lựa chọn ổn áp và kinh tế hơn cho anh em. Giá nó giờ đang sale rất là thơm rồi, và các đồ họa rời RTX 3000 series cùng với i5 và Ryzen 5 đời trước, nó vẫn sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game và làm việc vượt ma. Cái mức giá chênh lệch khoảng từ 3-4 triệu, nó chủ yếu sẽ đem lại cho chúng ta một cái thiết kế mới và một cái bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn trên chiếc Nitro 5 Tiger. Anh em nào mà làm các tác vụ liên quan đến CPU như là chạy giả lập, làm render, muốn máy nó phải mạnh, phải nhanh, phải có thời lượng pin tốt thì chiếc máy này sẽ là một chiếc máy chúng ta nên đầu tư. Còn nếu như anh em vẫn đang lăn tăn thì chúng ta có thể chờ đợi những cái mẫu laptop gaming của 2022 đến từ những thương hiệu khác, xem xét về cái giá cả, về công nghệ mới, nó có thực sự đem lại những cái trải nghiệm khác biệt trong tầm tiền hay không.
Nhưng mình có nghe nói là công nghệ RAM DDR5 và công nghệ MMORPG nó thực sự sẽ có tác động rất lớn tới hiệu năng và trải nghiệm chơi game của chúng ta. Cho nên là các bạn có thể xem xét. Tất nhiên thì cái giá bán cao hơn và cái chất lượng sẽ là những cái điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Rồi, vậy là mình vừa chia sẻ cho anh em đôi lời về chiếc Ninja 5 Tiger 2022 phiên bản i5 cạc rời RTX 3050. Nếu chúng ta có thắc mắc gì về chiếc máy này hoặc là có góp ý cho video, hãy comment phía dưới nhé. Còn giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn.